Xin chào ngày mới mọi người, hôm nay là ngày 31 tháng 7, hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 31 tháng 7 năm 1965 là ngày sinh của Joanne Rowling, thường được mọi người biết đến với bút danh là J.K. Rowling. Bà là một nhà văn, nhà từ thiện, nhà sản xuất phim và truyền hình, kiêm nhà viết kịch bản người Anh. Bà nổi tiếng là tác giả của bộ truyện giả tưởng Harry Potter, từng đoạt nhiều giải thưởng và bán được hơn 500 triệu bản. Antonio Conte là một cầu thủ và huấn luyện viên người Ý. Ông sinh ngày 31 tháng 7 năm 1969. Nguyễn Hoàng Lâm, kỳ thủ cờ tướng Việt Nam vô địch châu Á năm 2011. Anh sinh ngày 31 tháng 7 năm 1980. Cũng vào ngày này, năm 1989 là ngày sinh của Victoria Azarenka, một tay vợt nữ người Belarus. Cô từng là tay vợt nữ số 1 thế giới. Victoria Azarenka giành danh hiệu đơn giải Úc mở rộng năm 2012, trở thành tay vợt đầu tiên của Belarus vô địch một giải Grand Slam. Ngày mất của ai? Ngày 31 tháng 7 năm 1944 là ngày mất của Antoine de Saint-Exupéry, một nhà văn và phi công Pháp nổi tiếng. Saint-Exupéry được biết tới nhiều nhất với kiệt tác văn học Hoàng tử bé. Cự hoàng Bảo Đại, vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn và chế độ phong kiến Việt Nam. Ông qua đời vào ngày 31 tháng 7 năm 1997. Sự kiện. Chương trình Apollo, các phi hành gia của Apollo 15 trở thành những người đầu tiên thám hiểm mặt trăng vào ngày 31 tháng 7 năm 1971. Cũng vào ngày này, năm 1980, Phạm Tuân trở về trái đất trên con tàu Soyuz 36 sau hành trình bay vào không gian. Vào ngày này, năm 2006, vì lý do sức khỏe, Fidel Castro giao lại các trách nhiệm lãnh đạo Cuba cho em trai là Ron Castro. Xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày thật bình an. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 7 giờ sáng mai tại Awit TV.